Xin chào quý vị và các bạn, mình là Tommy và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với cả Team Strategy. Một lần nữa thì giải thi đấu Champions của chúng ta vẫn đang ở trước mắt và chúng ta hôm nay sẽ cùng tìm hiểu phần còn lại. Bên cạnh mình là bình luận viên PUBG. Vâng, xin chào anh Tommy ạ, tôi là PUBG đây. Ngày hôm nay thì rất vui lại được trở lại cùng với chương trình. Vâng, và một lần nữa phải chia sẻ với các bạn khán giả, dành cho những ai đã biết hoặc chưa biết thì giải thi đấu Champions là giải thi đấu quy tụ 16 cái tên mạnh nhất của Valorant thế giới và họ sẽ cùng tranh tài để tìm ra ai là nhà vô địch của VCT Champions Los Angeles 2023 và khẳng định xem mình có phải là vua của Valorant trong 2023 hay không. Và ngày hôm nay với chương trình Team Strategy, chúng ta sẽ cùng đến với cả khu vực bảng C và D. Chính xác rồi, hai bảng còn lại ở trong cái kỳ Champions năm 2023 này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực bảng C, nơi mà có đội tuyển anh Hot cũng như MC đặt cho Lito Mi ở đây yêu thích, đó chính là đội tuyển Fnatic ạ. Vâng, ở trong cái khuôn viên của bảng C này thì chúng ta sẽ có bốn cái tên, đó chính là Fnatic, Zeta Division, Bilibili Gaming và NRG. Đây là một cái bảng mà đấu mà có lẽ nó sẽ giống cái bảng thi đấu mà có xuất hiện của Evil Genius khi mà Fnatic là một đội tuyển mà có lẽ đến 90% hoặc là đến 99% người xem, người theo dõi bộ môn Valorant này sẽ nghĩ rằng họ đi tiếp. Có thể nói rằng ai cũng nghĩ vậy thôi, bởi vì họ đang được coi là ứng cử viên vô địch. Nếu như mà ở cái mùa này mà Fnatic vô địch thì lại có cái câu chuyện vô tuyển khoáng hậu là gì nhỉ? Họ là đội tuyển mà sẽ ăn ba cái chức cú ăn ba. Cú ăn ba, The Treble. Nhưng mà đây là Treble của Fnatic nha các bạn, không phải của Man City. Bây giờ thì chúng ta cùng điểm qua lại một lần nữa những cái tên mà đã quá quen thuộc với các bạn khán giả của Valorant rồi. Fnatic Valorant họ có ai? Họ có Leo, họ có Ducky, họ có Chronicle, họ có huấn luyện viên Mini và chưa kể rằng người in-game leader của họ nữa, Booster. Gần đây thì tôi có đọc những cái bài phỏng vấn của Mini, thậm chí là đọc cả cái FAQ của anh chàng này trên cái trang Twitter cá nhân, thì Mini có một chia sẻ một câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc là bọn tôi tập rất là nhiều ngày trong tuần, thậm chí là 6/7 ngày. Nhưng mà trong một ngày thi đấu mà tập luyện của chúng tôi thì chúng tôi chỉ thi đấu tối đa 4 trận mà thôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ 1 giờ chiều, bắn 4 trận. Bắn xong 4 trận chúng tôi review lại trận đấu và chúng tôi sẽ nhìn nhận ra những cái lỗi mà chúng tôi gặp phải. Bản thân thật ra các thành viên của Fnatic cũng không phải là những người quá thích, quá yêu thích scrim, đặc biệt là Alphire khi cậu chàng này rất là trẻ, vẫn còn rất là ham chơi và cũng rất muốn là được thể hiện bản thân mình trong trận đấu rank. Tuy nhiên thì đó mới là Fnatic khi họ đang là một đội hình gồm booster và 4 con chiến mã. Chính xác, và chưa kể rằng là tập nhiều quá mệt, họ cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà bây giờ thì hãy cùng nghỉ, tạm thời nghỉ để nói qua về đội tuyển tiếp theo sẽ có mặt trong cái bảng đấu này, đó chính là Zeta Division. Zeta Division là một trong những cái đội mà sẽ gặp Fnatic trong trận đấu mở màn. Anh nghĩ rằng đây sẽ là một cái kèo không cân lắm dành cho Zeta, nhưng với cái con đường mà Zeta đến với Champion thì phải nói là ấn tượng. Khi mà họ thi đấu ở LCK họ rất là hay, họ tỏa sáng với Lát, Super Zero và thậm chí là cả vị trí của Ten nữa. Nhưng nói gì thì nói thì những anh chàng người Nhật Bản này thì đến với kỳ Champion này lại là một cái đội hình mà form rất là lâu với nhau rồi, họ gần như họ không có sự xáo trộn gì cả trong cái đội của mình, giống với Fnatic. Chính xác, nhưng cái đẳng cấp của Zeta thì sẽ lại một lần nữa phải đợi câu trả lời trong giải thi đấu này. Trận đấu với Zeta cũng sẽ là có lẽ là cái lời tuyên bố đánh thép của Fnatic dành cho một cái màn phục thù, bởi vì chính Zeta Division là những người đã từng đánh bại Fnatic ở khu vực bóng bảng của một kỳ Champion, và Fnatic ở giải thi đấu đó thì có lẽ là họ không thể nào mà cay cú hơn được. Nhưng mà với em là một fan của Fnatic thì em nghĩ rằng trận đấu giữa Fnatic và Zeta có phải là một trận cầu đinh? Ở thời điểm này thì không. Những cổ động viên đến Nhật Bản là những cái người cuồng nhiệt nhất, thậm chí là ở online thì không tính, nhưng mà online thậm chí những cái trận đấu mà Zeta Division bắn thì luôn luôn có những lượng fan gọi là khổng lồ đấy. Rõ ràng thì cái ngành công nghiệp eSports ở Nhật Bản cũng là một cái ngành công nghiệp cực kỳ là phát triển mà, nên không thể nào mà bỏ qua cái câu chuyện về khán giả được. Có lẽ thì chúng ta sẽ đến ngay với đội tuyển thứ ba ở bảng đấu này thôi. Vâng, đội tuyển thứ ba thì cũng là một cái đất nước mà có ngành công nghiệp game rất là phát triển, đó chính là đất nước Trung Quốc. Và đại diện ở khu Trung Quốc bảng đấu này thì đó là Bilibili Gaming. Vô tình ấy, thì ở trong cái đình của Bilibili Gaming này thì lại có một người chơi dẹt cực kỳ đáng sợ, đó chính là anh chàng YG. Một trong những anh chàng mà ở trong cái khoảng thời gian mà khi mà giải thi đấu của Trung Quốc diễn ra thì lại là một anh chàng có vô vàn highlight về đặc vụ dẹt. Và chúng ta cũng chưa có quá nhiều info về Bilibili Gaming, nhưng Bilibili Gaming đến với các bảng thi đấu C này sẽ lại lãnh cái trọng trách là đưa cái nền Valorant của Trung Quốc đi ra xa hơn, nhưng đấy cũng sẽ là áp lực. Và hy vọng rằng những cái tên trẻ tuổi và không có quá nhiều thi đấu kinh nghiệm quốc tế như kiểu là Billy Gaming sẽ bình tĩnh trong cái cuộc đối đầu với cả cái tên cuối cùng của họ. Cái tên cuối cùng thì có lẽ cũng là cái tên nó không thể nào mà quen mặt hơn đối với các bạn khán giả, đúng không anh? Chính xác, đó chính là NRG, nơi mà người đội trưởng MMS cũng như là Adit
và cả cái chiếc Brazil nữa đang phải lãnh cái trọng trách gọi là gồng gánh cái nền Valorant của khu vực NA cùng với Evil Genius. Thực sự thì cảm giác như cái sự rời đi của EA thì tưởng chừng như các thành viên của Optic lúc bấy giờ hay bây giờ là NRG là một con tàu đắm, nhưng mà nó lại không phải. Tuy nhiên thì cái màn trình diễn của họ lại không được như mong muốn, đúng không anh Bắc? Không được như mong muốn thì cái cụm từ này cũng ok, nhưng mà anh muốn dùng cụm từ khác, đấy là không quá thuyết phục. Không có thuyết phục khi mà ở trong cái kỳ Master Tokyo thì NRG lại để thua trước Perfect. Hơi đáng tiếc một chút. Hơi đáng tiếc. Nó chỉ nói đó cũng sẽ là một trong những động lực dành cho họ. Và chưa kể rằng Chết cũng là một trong những cái tên mà anh ấn tượng với cái vị huấn luyện viên này. Khi mà huấn luyện viên này luôn luôn muốn thử những cái mới trong đội hình. Nhỡ đâu đây sẽ là team đầu tiên đi tiên phong sử dụng Deadlock ở trong cái kỳ trên này. Cũng là một quan điểm hay. Và như đã nói tương đối nhiều lần thì rõ ràng ở trong năm vừa rồi chúng ta cũng đã theo dõi quá là nhiều Valorant chuyên nghiệp rồi. Vậy thì anh Bắp nghĩ sao về cái lối chơi của các đội tuyển ở khu bảng C này ạ? Cái lối chơi ở khu bảng C này thì anh lại có một cái bảng đã chuẩn bị ở đây rồi. Không biết rằng em có nhìn thấy đội hình Fnatic ở đây không nhỉ? Tại sao cái team em thích lại ở một mình một chỗ chứ? Tại vì cái đội này đi được riêng em ạ. À thế à? Tại sao đi này? Nhưng mà ta... vấn đề là tại sao lại đi đường riêng mới được? Tại vì sao đi đường riêng ạ? Vì cái team này sẽ đi một phát đến với trận đấu cuối cùng luôn ở bảng đấu này. À, đội tuyển này cũng là một cái đội tuyển tưởng... đã hội đủ cả 4 yếu tố rồi. Em tưởng trận đấu cuối cùng của giải đấu luôn. Đấy, cũng là một cái đường riêng mà đường riêng thì đấy. Tại sao lại tại sao Fnatic lại ở cái góc này? Rồi. Vì họ không chung với ba cái đội này. Không cùng đẳng cấp. Có một cụm từ mà nếu như có cái bút ở đây anh chỉ viết là ao chỉnh. Ao chỉnh hả? Ok. Đấy, vậy thì còn một trong những cán cân lực lượng ở giải này đó chính là NRG thì sao ạ? Vâng, NRG thì là một cái đối trọng sẽ bỏ qua đội tuyển này đi. Đội tuyển này đi đường riêng rồi thì chúng ta không nói. Còn NRG thì sẽ là một cái đối trọng với cả Bilibili Gaming cũng như là Zeta Division. Nhưng ở trong cái đội của NRG này thì anh đề cao cái tính chiến thuật hơn. Tại vì Mnet là một người côn theo cái phong cách bài vở rất là nhiều. Và chưa kể rằng tại sao lại điểm cá nhân lại cao đến như này. Cái khung này là tầm 8-9 điểm vì các thành viên bên với team NRG có những cá nhân luôn luôn tỏa sáng. Và chúng ta nếu như nó không quá được cách đây một vài tháng thì Crassy có một tình huống shooting Gary ở trên cái bombsite A mắc từ Accent 1v3 quá đẳng cấp trước Navi. Nên đây là một lý do mà tại sao anh ấy sợ xếp cái phần cá nhân của họ cao đến như thế. Vì ngoài Crashy họ vẫn còn có đó là Adit và cả vị trí của Song nữa. Vậy thì nhà vô địch của LCQ khu vực Pacific thì sao? Tại sao Zeta họ lại đang được anh đánh giá khá là cân bằng về mặt chiến thuật cũng như khả năng thích ứng của họ? Ngoài thích ứng và chiến thuật ra thì anh còn ở đây nữa em ơi. Có một cái đường nữa. Cũng có một cái đường khá riêng vì cái phần tập thể của Zeta. Đây là một cái đội tuyển mà đã form với nhau rất là lâu rồi, họ có hơn một năm trời, hay là nếu như anh nhớ không nhầm là bây giờ đã năm thứ hai rồi. Năm thứ hai cũng phải gần 600 ngày gì đó với nhau rồi, nhưng đây là một đội tuyển mà với anh khi mà anh đánh giá này thì lại là một cái đội tuyển mỗi thứ họ có một tí, nhưng họ có chiến thuật, họ có tập thể và họ có khả năng thích ứng. Cái khả năng thích ứng này tại sao anh lại nhìn thấy? Tại vì trong cái quãng thời gian mà đội tuyển Zeta này chơi cái LCQ ấy thì họ có những tình huống xoay vài rất là hay trong từng trận đấu và từng round đấu luôn, nên đây là một cái đội tuyển mà theo anh thì họ có ba cái chiến thuật, ba cái yếu tố này. Và còn cái tên cuối cùng, cái tên được đánh giá có lẽ là thấp nhất tại bảng đấu này, Bilibili Gaming thì sao? Bilibili Gaming thì họ cũng giống như những cái đội tuyển Trung Quốc khác, họ có khả năng thích ứng. Nhưng với cái tên Bilibili này thì họ lại có sở hữu một anh chàng Y. Anh chàng này bắn bullet quá là kinh. YG đúng không? Lại có cái điểm cá nhân ở đây. Nhưng với anh thì thích ứng và cá nhân có lẽ đã là đủ dành cho cái đội tuyển Bilibili Gaming này rồi. Và cơ bản ấy là tại sao anh lại đánh giá ở cái mức điểm nó hơi thấp nhỉ? Vì đây là cái mùa thế giới đầu tiên mà họ ra chơi, nên là cũng không thể đánh giá họ quá cao. Chúng ta sẽ kỳ vọng họ có thể tỏa sáng đúng không? Chứ cũng chưa dám nói rằng đây sẽ là cái tên cạnh tranh cho cái vị trí còn lại ở bảng đấu này đến với cả vòng playoff. Tuy nhiên để mà nói về các thành viên của NRG đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một chút cần phải bàn luận về các cái pro team của khu vực NA. Và ở đây có một quan điểm rằng là sau cái kỳ tích tại Master Tokyo của Evil Genius thì NRG đã không còn là cái đội tuyển thu hút được quá nhiều sự chú ý tại NA như giai đoạn còn Optic Gaming nữa. Liệu rằng đây có phải là cái cơ hội để FNS cùng đồng đội có thể lột xác một lần nữa hay không? Có thể, vì khi mà sự chú ý của họ đã giảm bớt đi rồi thì những cái kỳ vọng của người hâm mộ đến với họ, những cái áp lực mà họ phải nhận đến từ cộng đồng mạng nữa sẽ bị giảm bớt đi. Và trong những cái lúc mà đầu óc nó thoải mái, tay thì nó bắn vào tay thì các thành viên bên phía team NRG vào guồng được thì sao? Và chưa kể nhá, trong cái đội hình này thì có những cái tên mà chúng ta cần phải chú ý như là Crazy, đó là Adit, đó là Evanet và thậm chí là cả anh chàng Som nữa, Victor, anh chàng mà chơi đi ông đã từng làm mưa làm gió thì mình đi ông vẫn còn thịnh.
đây là những anh chàng mà những ngôi sao có thể tỏa sáng được. Chỉ cần không chú ý một chút thôi thì cái giá phải trả cho các đội tuyển khi đối mặt NRG rất là cao. Có lẽ là ngoại trừ những cái tên như kiểu là Paper Rec hay là Natic, những đội tuyển được gọi là coi là ứng cử viên ở chức vô địch thì có thể chúng ta không bàn tới, nhưng những cái tên còn lại thì thực sự nên cẩn thận trước NRG đúng không? Chính xác, như và đặc biệt như kiểu là một cái món mồi mà anh nghĩ rằng sẽ là một món mồi ngon này cho NRG, đó chính là Bilibili Gaming, một đội tuyển nếu như phải so sánh về mặt con người nhá và mặt kinh nghiệm thì Bilibili là cháu và NRG là những cái ông lớn rồi. Và với cái nhận xét như vừa rồi thì mình tin rằng là anh Bắp ở đây cũng đã có được cho mình những cái dự đoán về cái bảng thi đấu C này sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ ngay bây giờ mình với anh Bắp cũng sẽ dự đoán về kết quả của bracket bảng C này các bạn nhá. Một lần nữa chúng ta cùng đến với cả những dự đoán của Bình Luận Viên Bắp G về khu vực bảng C. Thì không biết là anh có thể đưa ra những lý do của mình về khu vực bảng C này không ạ? Vâng, vừa nãy thì ở trên cái khu vực bảng màu trắng chứ không phải là bảng màu đỏ như này thì anh đã nói rồi, Fnatic sẽ đi đường riêng. Và rõ ràng thì chúng ta đã nhìn thấy Fnatic đi một cái đường riêng rồi, đi thẳng một mạch ở trên cái nhánh trên. Và họ chiến thắng ở cái bảng C này sẽ không gặp quá nhiều khó khăn đâu. Trừ cái trận đấu thứ hai của nhánh trên, đó chính là trận đấu mà kết nhánh trên thì họ sẽ phải gặp NRG. Chứ để mà Bilibili vào gặp Fnatic thì anh nghĩ hơi khó. Bilibili để đánh bại NRG thì nó đã một điều cũng khó ngang cái việc book vé máy bay từ Trung Quốc đến Los Angeles rồi, bất rồi. Rõ ràng là trận thi đấu giữa NRG với cả Fnatic chúng ta phải coi là một trận cầu đinh đúng không? Còn bên dưới nhánh dưới hay sao? Với những cái dự đoán như của anh, ông Zeta cũng như là Bilibili đều sẽ xuất hiện nhánh dưới, nhưng Zeta đội đang phải vượt qua vòng LCK của khu vực Asia Pacific, anh đánh giá họ cao hơn Bilibili Gaming. Điều này đã ngay ở phần trước rồi, nhưng có lẽ là em sẽ cần thêm một chút lời giải thích tại cái nhánh đấu này. Tại vì khi mà anh lựa chọn Fnatic và NRG đi ở nhánh trên rồi thì nhánh dưới sẽ phải có những cái tên còn lại thôi, đó là Zeta cũng như là vị trí của Bilibili Gaming. Còn anh cũng đã nói là Bilibili Gaming không? Họ có những cái cá nhân tốt, nhưng với những trận cầu đinh như thế này, những trận cầu sống còn, và chưa kể rằng anh cũng đề cập với một vấn đề đó chính là kinh nghiệm nữa. Bilibili Gaming họ là một đội tuyển mà đến với cái giải thi đấu champion này kinh nghiệm họ gần như là con số 0, nên anh sẽ ưu tiên về cho những cái đội người già. Đây cũng là một cái phần cảm quan một chút thôi, nhưng anh nghĩ rằng nếu như kèo đấu này có thật thì Zeta sẽ là đội có cái khả năng lớn hơn để giành chiến thắng. Ồ, nhưng mà họ lại còn có khả năng chiến thắng luôn cả NRG theo dự đoán của anh á? Anh cũng đã vừa trình bày rồi thì ưu ái một chút dành cho Zeta. Và đó cũng là một cái dự đoán mà mình nghĩ rằng tương đối là điên rồ, khi rõ ràng NRG cũng không phải là một cái tên yếu, và anh Bắp có vẻ đang đánh giá hơi thấp cho khu vực America thì phải. Và như vậy thì chúng ta cũng đã có những cái nhận xét sơ bộ về khu vực bảng đấu C. Ngay bây giờ thì mình cũng sẽ xin phép được mời anh Bắp G có thể giới thiệu qua cho các bạn về khu vực bảng đấu D nhá. Vâng, thưa bình luận viên Đào Trung Lê Tommy, ở bảng đấu D này thì đây là bảng đấu tử thần của Champion năm nay, khi mà họ có sự hiện diện của hai đội tuyển EMEA, đó chính là Team Liquid và Na'Vi, cũng như là những cái tên dự khán màn derby khu vực EMEA này, đó là Derek cũng như là Lào. Ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với cái tên đầu tiên thôi. Vâng, cái tên đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đến đó chính là đội tuyển mà các thành viên bên Việt Team Lào cầu xin được gặp, đó chính là DX. Nhưng mà DX là một trong những đội tuyển mà đã về nhì của Pacific League của châu Á. Họ vẫn là những cái tên quen thuộc thôi, nhưng ở trong cái kỳ Pacific League thì họ đã debut ra một cái tên mới, một người chơi Duel League rất ấn tượng, đó chính là Foxy Nai. Nhưng mà với anh thì màn trình diễn, anh nhìn thấy những cái màn trình diễn của Foxy Nai ở trong cái kỳ Pacific League thì cũng gọi là chấp nhận được rồi. Nhưng Foxy Nai vẫn cần thêm thời gian để có thể sánh ngang được với những người đàn anh như kiểu là Bird, Abi, Marco, Stack hay là Jet. Ở trong cái bảng đấu này nhá, thì Paco đang được nhận xét rằng đã và đang được nhận xét là một trong những người chơi controller hay nhất trên thế giới, và có lẽ chúng ta không nên gọi anh ấy là hay nhất nữa mà gọi là huyền thoại trong làng controller của cái tựa game vào lần này. Quan điểm đó hoàn toàn có thể là đúng đúng không? Tuy nhiên phải nói với các thành viên của DX thì nó là một cái phiên bản ngược lại của Natic, tập nhiều nhưng mà kết quả vẫn chưa đầy đâu. Nhưng mà rõ ràng là đến kể cả cúp của khu vực Pacific họ còn không có thì làm sao để có một cái danh hiệu lớn hơn đây đúng không? Chính xác là như thế, nhưng để mà nói về cái cúp mà Derek nhận được thì bây giờ thì chúng ta phải hỏi xem ba ông còn lại trong cái bảng đấu này có đồng ý hay không, khi mà một cái đội tuyển mà họ sẽ gặp trong cái ngày ra quân của họ chính là Lao. Lao là một cái tên mà ông cậy ở trong cái làng Valorant này rồi, nhưng thời điểm gần đây thì trong cái tin tức nội tình của đội Lao thì lại có tin rằng tình cảm của họ đang rạn nứt. Aspas đang muốn rời đi, và những cái tên như kiểu là Sarek, Tweezy, Konjin, Helet
thì sau một kỳ Master Tokyo vô cùng thất vọng, liệu họ đã nhìn ra được cái yếu điểm của mình có mặt trong, đã vẫn còn tồn tại trong cái đội hình này hay không, thì chúng ta phải chờ xem cái bản chính thức của họ. Led thì có Bip với Sasi, nhưng bây giờ thì Led lại còn có cả Bip với Aspas nữa, khi cho rằng anh chàng này chưa cống hiến đủ 100% cho đội tuyển này ở kỳ Master Tokyo vừa rồi. Mặc dù mình thấy rằng Aspas vẫn là player có chỉ số cao nhất trong đội hình của Lao, vậy thì họ đang gặp vấn đề gì vẫn còn là câu hỏi rất lớn. Đấy, đúng không? Và những cái câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có câu trả lời trong kỳ Champions này với cái màn trình diễn của họ. Và chưa kể rằng theo những gì đồn đoán thì cái hợp đồng của những thành viên bên với team Lao này sau giải đấu Champions này sẽ kết thúc. Liệu họ sẽ ở lại hay họ sẽ tìm biến động mới thì chúng ta phải chờ xem. Đúng rồi, nhưng hai cái tên còn lại ở bảng thi đấu này thì lại là hai cái tên gọi là đồng hương, cùng quê. Chính xác, cùng quê EMEA, đó chính là Liquid, đội mà đã vô địch ở trong khu vực EMEA của mình. Mà ở trong cái con đường mà Liquid đến với chức vô địch thì phải nói rằng là ấn tượng. Họ có sự bay bổng trong lối chơi, Red Ra dường như đã kết nối lại những cái thành viên trong team của mình một cách hoàn chỉnh nhất. Và chắc kể rằng họ còn khai phá được cái lối chơi mới nữa ở cái khu vực EMEA, đó chính là Kim Joy Tanker, đến từ trường Nap ạ. Chưa bao giờ có, chưa từng thấy. Nhưng mà hình như ấy, là trận chung kết của EMEA là Liquid với cả Fnatic nhỉ? Đấy, rõ ràng em phải biết cái trận đấu đấy rõ hơn chứ. Chắc chắn là như vậy rồi. Và đó cũng là cái trận đấu mà có thể nói là tạm thời đang giúp cho thế giới chưa được thấy cú ăn ba của Fnatic. Nếu như trận đấu đó thuộc về Fnatic, đó đã là cú ăn ba rồi. Nhưng mà ở trong cái kỳ EMEA thì CS là người chơi cái vòng bảng không quá ấn tượng. Nhưng vào đến vòng playoff thì CS lại như rồng như hổ. Không biết rằng là CF còn có thể là ngòi nổ tiếp theo dành cho các đội viên bên về team Liquid hay không? Thì chúng ta phải chờ xem là Amy, người anh em song sinh cùng với cả Na'Vi sẽ dùng điều binh khiển tướng như nào đây? Chính xác, và ở Na'Vi chắc chắn là chúng ta cùng phải đến với đội hình của Na'Vi rồi. Người anh em sinh đôi của Amy đó chính là anh chàng Doomroth, thì cũng sẽ là người cầm cương 5 chú ngựa ở trong giải đấu lần này. Vâng, 5 chú ngựa này thì sẽ chơi theo cái phong cách gọi là đất xích, đến đâu phi đến đó, đánh đến đâu thằng đến đó, hay là sẽ chỉ thi đấu đúng hai trận vòng bảng xong đi về. Thì nói gì thì nói thì như kiểu cái tập trước ấy, thì anh đã nói là đội tuyển nào là đội tuyển yếu thứ hai của EMEA, đấy chính là đội tuyển này, đội tuyển Na'Vi các bạn ạ. Một trong những đội tuyển mà tôi thấy họ thi đấu vô cùng dồi dào. Tôi là một fan của họ, tôi phải nhận xét cái điều đấy. Hôm nay anh mặc một chiếc áo vàng đen luôn này. Biết thì không mặc. Thề luôn, nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi xem cái đội hình nào mà có đến 25 Asian Com trong một cái gọi là giải đấu. Họ thậm chí họ chơi được Gekko ở mắt Axel mắt đi đâu mà theo tôi đánh giá nó không phải là quá mạnh. Và chưa kể rằng là Gekko tính cái thời điểm này cũng là một cái đặc vụ mà nó không khỏe trong hàng ngũ của những người chơi khởi tranh. Và một cái mà có lẽ không chỉ tôi, Tommy và những người xem bao lần họ có thể nhận ra rằng kiểu như là Sinet không fit vào được cái đội hình này. Và quan trọng nhất rằng là một số người ta bắt đầu đưa ra những cái câu nói như kiểu là tôi không nhớ nổi lần cuối sao được chơi Sova lúc nào nữa rồi. Một đặc vụ phải nói là thương hiệu của sao làm nên tên tuổi. Đúng, Fate và Sova làm nên tên tuổi của sao. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sao toàn bắn cái gì ấy. Sao toàn chơi những cái đặc vụ ở đâu đâu. Có những cái trận đấu tôi gặp là sao còn chơi cả cái gì nhở. Á chà, sao chơi Omen. Chơi Omen. Thề luôn, nhìn những cái anh chàng sao này chơi những cái role mà không phải cái role sở trường của mình, cứ cấn cấn kiểu gì ấy. Nên là tôi cũng không dành nhiều niềm tin vào trong Na'Vi ở cái mùa giải Champions này. Đáng buồn là như thế. Và một lần nữa cũng giống như ở trong các cái bảng đấu khác thì chúng ta sẽ lại phải nhờ đến bình luận viên PUBG cũng như là chiếc bảng thần kỳ của anh ấy để nhận xét xem là cái lối chơi của các đội trong năm vừa qua diễn ra như thế nào tại bảng này. Vâng, bảng thi đấu mà chúng ta sẽ nói đến bây giờ đó chính là bảng thi đấu D. Thưa bình luận viên Đào Trọng Lê Tommy, voting trong cái tên của bốn từ của anh Tommy thì cũng có chữ D. Thế bây giờ chúng ta đến với bảng D thôi. D thì có DRX. D có DRX thì rõ ràng về mặt chiến thuật thì những người Hàn Quốc mà chúng ta lại nói về những người Hàn Quốc rồi. Chiến thuật và tập thể, nhưng với Derek thì anh đánh giá cao về mặt chiến thuật của Derek. Nhưng vấn đề rằng là vì Derek là một đội tuyển mà họ có chiến thuật cao, họ đề cao chiến thuật của họ, nên khả năng bắt bài của họ, bị bắt bài của họ là có. Nhưng vấn đề rằng là với chiến thuật và tập thể thì họ đã sâu ra cho chúng ta rồi. Nên mùa giải này thì anh đang muốn rằng sẽ có một cái cá nhân nào đó đến từ Derek, có thể là Foxina sẽ tỏa sáng. Nhưng cái điều mong muốn của anh thì là không thể đánh giá về cái lúc này của Derek được, tại vì những cái nền móng cơ bản Derek thì lại xoay quanh chiến thuật và tập thể này, nên anh đánh giá Derek ở cao về mặt chiến thuật và tập thể. Những cái điểm 6, điểm 7, những cái chi tiết người ta gọi là chi tiết Hàn Quốc nhất đúng không? Chính xác, chính xác. Vậy còn đội tuyển đến từ khu vực mà gọi là muốn gặp họ thì sao? Đội tuyển đến từ khu vực Brazil đó chính là Lao. Với đội tuyển đến từ khu vực mà muốn gặp đội tuyển Hàn Quốc này thì đó là Lao.
Thì với anh thì anh dành một cái điểm gọi là ưu tiên ở Lào, thì Lào có cả bốn cái điều này. Trung hòa mọi yếu tố. Trung hòa mọi, họ vừa có cá nhân, họ vừa có chiến thuật và khả năng ủng hộ cũng tốt nữa. Họ còn có cả drama nữa. Chính xác. Tập thể thì cũng có, nhưng với anh thì anh luôn đánh giá cao Lào ở ba mặt này: thích ứng, cá nhân và chiến thuật. Và những người hy vọng rằng trong mùa giải này thì Lào sẽ bỏ qua được những cái lùm xùm và tập trung thi đấu cho cái mục đích cao nhất của họ, đó chính là chiến vô địch. Bỏ qua khu vực America thì chúng ta đến với cả khu vực còn lại bảng đấu này. Bảng tử thần, chúng ta có hai gã tử thần là còn lại là Liquid và Na'Vi. Thì Liquid đang đứng ở đâu ạ? Liquid đang đứng ở đây. Liquid đang đứng ở một cái điểm mà anh nghĩ rằng Liquid, anh chấm một mức điểm vừa dành cho Liquid, đó chính là thích ứng và tập thể. Với cái thích ứng này thì vừa nãy anh có dán hơi quá tay ở cái phần này. Nhưng mà cái điểm thích ứng và tập thể của Liquid thì anh chấm tầm 8 điểm, cũng là điểm khá và tốt. Tại vì trong cái tập thể của team Liquid này thì chính Redga cũng nói rằng là anh chàng này đang liên kết lại được 4 thành viên cùng với nhau. Và chưa kể là khả năng thích ứng của Liquid cũng rất là tốt nữa. Cái nhớ lại cái kỳ mà Master Tokyo khi mà họ gặp phải EDG đi, thì cái cách mà nát bắt Kang Kang chỉ có thể nói là mê thôi. Thì đấy là cái điểm gì ạ? Đấy chính là cái điểm thích ứng. Có thể nói rằng là điểm tập thể thích ứng rất là cao trên Liquid đúng không? Thì chứng tỏ rằng là Redga cũng đang phải giống Booster, cũng đang phải đi tìm dây cương cho bốn con ngựa của mình. Vậy thì còn cái đội vàng vàng hay sao? Vì sao anh để cái team Na'Vi này? Fnatic thì là ao trình rồi, còn Na'Vi thì cũng thế ạ. Không, Na'Vi này là đi đường riêng em ạ. À, đi đường về nước. Đi đường về nước. Ok. Na'Vi thì là một đội tuyển gọi là cũng Với cả từ đi. Em nhớ này, với Fnatic anh để ở đây đúng không? À. Còn bây giờ ở đây. Đỉnh đây. Đây đáy à? Đáy. À bắt cái đáy. Bắt cái đáy, đó chính là team Na'Vi ạ. Như vậy thì chúng ta cũng đã có những cái nhận xét của anh Bắp về cái bảng này rồi. Quả thực thì một fan của Na'Vi mà nói được lên cái câu này tương đối là bất ngờ ấy. Tôi là gọi là nhận xét công tâm này. Anh em ạ, tôi không thù ghét gì Na'Vi đâu, nhưng công tâm thì phải như thế. Như các bạn đã biết thì anh Bắp ở đây là một fan cứng của team Na'Vi. Một cái điều mà anh Bắp đang không cảm thấy quá vui vẻ thì hiện tại. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ có một cái vấn đề để bóc tách ở trong cái trường hợp này. Đó chính là một cái chia sẻ gần đây của coach Dumbros đến từ Na'Vi. Đó chính là chúng tôi là đội cửa dưới tại Champion lần này. Cái nhìn của mọi người về chúng tôi đã thay đổi và tôi nghĩ đó là lợi thế dành cho chúng tôi. Chúng tôi lấy đó làm động lực tại giải lần này và chúng tôi không sợ một team nào cả. Anh nghĩ sao về cái khẳng định này của Dumbros? Thì bây giờ những cái đội tuyển cửa dưới ấy, thì họ sẽ được nhìn nhận một cái khác. Những cái đối thủ mà họ gặp phải, ví dụ như team Liquid ở trong trận đấu của màn chẳng hạn, thì Liquid sẽ nghĩ rằng là thôi mấy cái ông Na'Vi này bắn thì núp, nên là mình quét phát là sạch luôn. Bây giờ nhỡ đâu là Enzo đã nhìn nhận lại được những cái vấn đề mình gặp phải từ cái EMEA League này, LCQ này, đến tận thời điểm này đúng là hơn tháng ạ, trời 2 tháng trời rồi, chả nhẽ những cái sai mà Na'Vi mắc phải, những người dày dặn kinh nghiệm như kiểu là Dubrov hay là Enzo không nhìn nhận ra được rồi. Cái thay đổi cái góc nhìn này thì sẽ phần nào giảm bớt áp lực dành cho Na'Vi. Lúc đó thì Na'Vi lại như kiểu là có cái bệ phóng thì sao? Họ đánh bại Liquid, họ thậm chí họ đi thẳng lên đánh trên ở bảng đấu đây này là điều hoàn toàn có xảy ra. Nên là theo anh nghĩ rằng đây sẽ động lực dành cho Na'Vi. Suy luận có phần gọi là rất là logic của anh PUBG thì có lẽ cũng đã khiến cho các bạn khán giả hình dung ra được là cái kết cục của cái bảng đấu này sẽ như thế nào, đúng không ạ? Có lẽ bây giờ chúng ta cũng sẽ dự đoán luôn xem là cái bảng đấu này sẽ diễn ra như thế nào, đúng không anh PUBG? Ok, dự đoán thôi anh em ạ. Và trước mắt của các bạn đây chính là những cái dự đoán về bảng đấu tử thần đến từ bình luận PUBG. Anh có thể đưa ra những cái lý do của anh về bảng đấu này được không ạ? Vâng, lý do mà anh lựa chọn cái bảng đấu này thì anh lựa chọn theo cái phong cách của K-drama. K-drama. Yes sir, chính xác như vậy. Nhưng mà em thấy là cái yếu tố K ở đây nó đang biến mất rồi. Đúng, em hỏi là tại sao lại biến mất đúng không? Vì anh xin phép lý giải ở cái nhánh trên trước đi. Nhánh trên chúng ta có Liquid và Lao. Lao thì trước cái giải thi đấu này thì họ đang có một cái drama còn lục đục nội bộ. Nhưng với cái K-drama mà anh vẽ ra thì họ đoàn kết lại với nhau, họ đánh bại TX. Họ biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực, họ muốn gặp Derek và họ chiến thắng luôn. Đi lên được cái nhánh này. Còn tất nhiên Na'Vi thì không tính tiền rồi. Cái đội này thì anh đã bảo cái đội này đường riêng. Thì đây, mời anh đi đường riêng thì dùng dưới. Còn với nhánh trên thì Liquid với anh, ở cá nhân anh thì anh đánh giá Liquid là một đội tuyển mạnh. Nhưng với việc mà gặp Lao với sức mạnh tình bạn của mình, Lao đi tiếp và Lao đến thẳng với ngôi vị số 1 của bảng D. Còn đánh dưới thì sao? Tiếp tục với phong cách của Hàn Quốc đi. Thì
lại có một câu chuyện của Na'Vi. Quá khứ kẻ phản diện. Lại quá khứ phải phản diện là Na'Vi cũng lại giống cái ông Lao này, rất là muốn gặp Derek vì Enzo đánh giá rất là cao Marco và vị trí Stack. Thì đến lúc này gọi là cửa tử thì họ lại câu được ước thấy, họ lại được gặp Derek. Nhưng họ vẫn là kẻ phản diện nên là vẫn thua. Trong cái thế đường cùng của Derek tránh bị việc bị loại khỏi vòng bảng thì Derek đi tiếp. Nhưng với việc là ở nhà trên có một đội tuyển rất mạnh của EMEA thì đó chính là Liquid rơi xuống rồi. Thì Liquid đạp đổ Derek và bảo toàn vị trí thứ hai của mình ở bảng B. Và Derek tiếp tục dừng chân tiếp tục lại. Một cái kịch bản có thể nói là tương đối khó đoán, nhưng cái siêu cùng cái mình rút ra được ở cái dự đoán này của anh Bắp đó chính là Na'Vi vẫn là đội tuyển được đánh giá yếu nhất. Rõ ràng là như vậy rồi, anh vẫn bảo toàn quan điểm của mình mà. Em nếu như em nhớ ở cái bảng trắng ấy, thì anh xếp Liquid ở đây. Cái đường riêng. Na'Vi. Nhầm. Xin lỗi các ngợi nhá. Anh đã bảo là Na'Vi gọi đi đường riêng. Đường riêng xuống đây thôi, xuống luôn cả sân bay về thôi chứ còn gì nữa. Nhưng gì ở cái bảng D nữa. Khó thật sự được các bạn. Và đó là những cảm quan dự đoán cũng như là quan điểm của chúng mình về bảng thi đấu C và D, bảng tử thần của giải thi đấu này. Có lẽ thì bây giờ cũng đã đến lúc mà chương trình của chúng ta kết thúc rồi. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trên bàn bình luận của VCT Champion cũng như ở trong số Team Strategy tiếp theo.